Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một chiếc đèn sưởi ấm nhà tắm mang nhãn hiệu Kaita. Như các bạn nhìn, cái hãng Kaita này cũng là một cái hãng sản xuất ra đèn sưởi ấm nhà tắm và cũng rất là nhiều cái ứng dụng và các loại đèn. Và cái hãng này cũng khá là tốt. Bộ đèn sưởi nhà tắm mang mô đen KT03 và được đóng ở trong một cái thùng màu trắng, cũng khá là chắc chắn. Như công suất của sản phẩm ghi ở bên ngoài hộp là đèn treo tường 3 đèn hồng ngoại công suất 825 W. Và bây giờ mình cùng các bạn sẽ đi mở chiếc hộp đèn này và xem nhà phát hành đã trang bị cho chúng ta sản phẩm. Và trước mắt cho chúng ta là một bộ đèn được đóng ở trong chiếc hộp khá là chắc chắn. Và mình sẽ khui chiếc hộp này ra. Như bộ đèn là chỉ được đóng ở trong cái hộp và ở bên trong là không có thùng xốp để bảo vệ. Như nhà sản xuất đã đóng gói theo mình nghĩ khá là sơ sài, chỉ có một lớp ni lông bảo vệ đèn thôi chứ không có thùng xốp. Như các bạn nhìn thấy, bộ đèn là có gồm 3 đèn ở bên trong, có hai công tắc mở. Như cái vỏ của cái bộ đèn này làm bằng chất liệu nhựa, mình đánh giá chất liệu nhựa của chiếc đèn này cũng không không được tốt cho lắm. Sờ nếu chất liệu nhựa này thì cũng khá là ọp ẹp, nhưng mà chắc cũng không ảnh hưởng gì đến hiệu năng của đèn. Mình sẽ để bộ đèn này ở bên dưới và sẽ xem cái dây dài của cái bộ đèn này có dài không. Cái dây của bộ đèn này dài có tầm khoảng mét 2, cũng là khá là ngắn. Cái bộ đèn này trên dưới 400 nghìn, gồm bộ 3 đèn. Mình sẽ tháo tạm một bóng ra để cho các bạn xem cái ở bên trong. Như chiếc bóng này là bóng rời, chúng ta có thể là tháo được cái bóng này ra và khi cháy có thể là thay thế cái mới. Như các bạn nhìn ở phía bên trong cũng không có cái, cũng cũng chỉ có mấy cái dây nhiệt và cái đuôi đèn. Mình đánh giá cái đèn này thì cũng khá là đơn giản, nếu mà sau này có hỏng hóc thì chúng ta thay thế cũng rất là dễ thôi. Thì vì những cái đuôi đèn này thì cũng nếu hỏng là cũng có thể là chế là thay lại cái đuôi mới. Còn cái bóng này thì ở ngoài các quán thì cũng vẫn là bán rời cái máy, cái bóng đèn này. Trên những cái bối mỗi một cái bóng đèn này là ghi là 275 W, cũng của hãng, cũng của hãng của đèn luôn. Nói chung cái bộ đèn này thì mình đánh giá là nó cũng khá là đơn giản thôi, chứ nó cũng không có cái gì gọi là nó công nghệ,
nó như là đèn mình thắp sáng bình thường nhưng mà chạy bằng cái chức năng là nó làm nóng ở trong nhà tắm thôi, chứ cũng như đèn sáng thôi. Và mình sẽ xem ở trong cái thùng này xem là có còn những gì ở trong thùng. Bên dưới thì cũng có phiếu bảo hành của hãng Kaita. Nhưng cái phiếu này mình cũng không thấy ghi gì thì nó cũng không có tác dụng gì. Và cái tờ hướng dẫn sử dụng. Cái này nếu mà bạn nào mà có mua và xem thì có thời gian thì các bạn có thể là đọc qua một lần để hiểu rõ là cái cách sản phẩm của cái bộ đèn này và những cái cách sửa bảo dưỡng. Còn đâu mình thì cái bộ đèn này thấy nó cũng khá là đơn giản nên là cũng không có gì để phải tìm hiểu nó kỹ. Và cuối cùng là một cái giá để treo đèn khi chúng ta sẽ bắn 2 hoặc 3 con vít vào tường và chúng ta sẽ treo cái đèn này vào là cắm điện là dùng. Có 2 cái vít là 1 cái sâu 2 sâu. Nói chung bộ đèn này cũng không có gì. Như các bạn nào mà dùng bộ đèn này rồi mà thấy nó hay bị lỗi gì, hay bị cháy bóng hay là bị làm sao thì các bạn xem video này thì cứ nhớ để lại bình luận ở phía bên dưới để cho các bạn khác có thể là hiểu được cái bộ đèn treo trong nhà tắm và nhiều bạn khác có thể là tham khảo để có thể là lựa chọn cho mình một bộ đèn tốt hơn. Và bây giờ mình sẽ đi lắp cái bộ đèn này. Thì để tí nữa mình sẽ quay cái lúc mà mình đóng điện lắp vào bên trong nhà tắm. Và trước mắt đã quý vị và các bạn là bộ đèn vừa nãy mình giới thiệu cho các bạn xem. Thì như bộ đèn này mình cũng đã gắn ở trên tường và treo ở trên tường. Như các bạn nhìn bóng chụp xuống diện tích nhìn trông khá là to. Cái bóng này di động, các bạn có thể là muốn treo hay là muốn bắn bất cứ một cái chỗ nào. Các bạn chỉ cần có cái máy khoan là các bạn có thể là khoan được cái bóng này và gắn vào. Như mình sẽ bật thử cái chế độ. Như các bạn nhìn thấy bóng điện bật xuống là đèn khá là sáng. Chế độ đầu tiên là một bóng. Mình đứng ở bên dưới này cảm giác là ánh sáng xoay vào người cũng khá là ấm. Đây là với chế độ một đèn. Mà trời hôm nay cũng không được nóng lắm. Do là cái camera mà quay trực tiếp vào cái bóng điện thì nó cũng ánh sáng hút vào camera thì cũng hơi quáng. Nên là các bạn nhìn có thể là nhìn xa một chút. Và mình sẽ bật cái chế độ 3 bóng. Ánh sáng soi cũng khá là trắng. Và bật cái chế độ 3 bóng này mình đứng ở bên dưới cảm giác là khá nóng. Vừa rồi mình đã giới thiệu quý vị và các bạn cái bộ đèn và cái trải nghiệm sơ qua.
Các bạn xem video thấy hay thì nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới nhất của mình trong thời gian sắp tới.